tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 được các nhà tiên tri dự đoán đúng tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây sẽ giàu hơn trúng số, đổi đời, trả hết nợ nần, trăm tỷ cầm tay, sáng ngay nhà lầu, đi xe xin. Vâng, quý tín chủ tuổi Quý Sửu thân mến, trước đến nay con đường đi tới thành công nào cũng rất khó khăn, cũng đầy gian khổ cổ ngự của câu bảo kiếm sắc nhờ mài ra hoa mai thơm nhờ sống trong bút giá và người muốn thành tài thì đều phải trả giá và đánh đổi kinh qua đủ các loại lò rèn và khi trở thành báu vật rồi thì cuộc đời tự khắc sẽ an bài cho số phận an nhàn giàu sang miêu cầu như ý sợ cầu như nguyện làm gì cũng được hanh thông suôn sẻ quân cháu ba đời vẫn được hưởng phúc báo từ bàn và trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi xin gửi tới quý mệnh chủ tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 về vận trình chi tiết tháng hại âm lịch năm Quý Mão 2023 tháng vạn sự thuận lợi trải qua bao nhiêu vất vả nay được đền đáp xứng đáng vàng xuân chối lóa giàu sang phú quý bộ vây tiền bạc đầy tay may mắn ngập tràn Vậy cụ thể ra làm sao? Xin mời quý tín chủ cùng theo dõi lá số tử vi của mình dưới đây. Đúng tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973 sẽ giàu hơn trúng số, đổi đời đại gia, trả hết nợ nần, giàu sang phú quý, mua nhà lầu, tậu xe sang. Mời quý vị cùng theo dõi. người tuổi quý sửu sinh năm 1973 là tuổi con trâu thuộc mệnh mộc tang đố mộc gỗ cây dâu tằm. Số của người tuổi quý sửu rất hợp vào giờ chẵn, ngày chẵn và tháng lẻ. Nếu bản mệnh tuổi quý sửu lựa chọn ngày, giờ hoàng đạo này để xuất hành hay thực hiện những công việc trọng đại sẽ gặp nhiều thuận lợi, may mắn, đem lại nhiều tiền tài, mưu sự át thành đại cát đại lợi. Tổng quan tử vi tuổi quý sửu sinh năm 1973 cuộc sống của người tuổi quý sửu, thuở nhỏ đã gặp nhiều khó khăn, gian khổ, vì vậy họ sớm ý thức được ước mơ hoài bão của mình, trưởng thành và đi lên từ hai bàn tay trắng, họ đạt được nhiều thành công và xây dựng cho mình một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Tuổi quý sửu có nhiều bạn bè tri kỳ tốt, mỗi khi hoạn nạn đều có quý nhân phù trợ, giúp đỡ vượt qua khó khăn, nếu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khó khăn, sẽ gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong cuộc sống. Gia đình hòa thuận êm ấm, có nhiều truyền thống tốt đẹp từ thời ông cha để lại, tuổi Quý Sửu ham học hỏi, thông minh, tài trí hơn người được mọi người xung quanh yêu quý, với lòng quyết tâm kiên trì vượt qua khó khăn, họ sớm xây dựng được sự nghiệp vững chắc ổn định, hậu vận có cuộc sống sung sướng, đầy đủ. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023. Trên bốn phương diện chính của cuộc sống, gồm sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp. Bước sang tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023, tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, nhờ nguyện lệnh lâm quan đới, nên đường công danh, sự nghiệp của con giáp này có nhiều điểm sáng, bản mệnh được vận khí ủng hộ, thúc đẩy tinh thần, nên làm việc hăng say. Với cách thức tiến hành mọi việc chuyên nghiệp, chu toàn, cảm giác tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 sẽ dễ dàng gặt hái thành công hơn người khác đây cũng là dịp phù hợp để bạn tiến hành hợp tác làm ăn đầu tư mở rộng kinh doanh có thể chủ động bắt tay làm việc cùng những đối tác có những mục tiêu phấn đấu rõ ràng và nhất là đôi bên đều biết giữ chữ tín sự hợp tác ấy sẽ sớm mang về lợi nhuận cho cả hai bên trong tháng lại có dịch mã là động tinh thôi thúc hành động hầu như bản mệnh không ngồi yên một chỗ mà lúc nào cũng tất bật chạy đôn chạy đáo lo công chuyện hãy yên tâm cái gì cũng có giá của nó cứ nhiệt tình phấn đấu ắt có ngày thu về thành quả to lớn bạn càng xông xáo, chủ động nhận nhiệm vụ, thể hiện bản thân nhiều hơn thì càng dễ được ghi nhận xứng đáng. Có thể thấy con giáp này ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của bản thân trong tập thể, tăng cường sự hiện diện trong các dự án quan trọng của đơn vị, từ đó càng nâng cao vị thế và uy tín của mình tuy nhiên việc bạn tỏa sáng cũng khiến bạn dễ rơi vào tầm ngắm của những kẻ tiểu nhân sẵn lòng ghen ghét sự xuất hiện của thiên quan khiến tình trạng tranh quyền đạt thế hay cạnh tranh không lành mạnh có thể xảy ra nếu không đầu tư thời gian công sức để xử lý hết những chuyện đó e rằng họa thị phi khó tránh dù làm gì bản mệnh cũng cần khiêm nhường và thận trọng đừng để cái tôi cao ngạo của mình gây điều phiền phức cản trở thành công nếu biết khiêm nhường hành xử khéo léo và giữ thái độ điềm tĩnh mọi việc sẽ được tiến hành trôi chảy hơn bản mệnh sẽ không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều tháng 2 âm lịch này, công việc trong tháng khá nhiều, điều đó đồng nghĩa bạn sẽ phải tất bật và bận rộn hơn, với nhiều dự định, kế hoạch, và nhiệm vụ cần thực hiện ngay, chứ không thể đủng đỉnh được. Dù vậy, chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh, sẽ dễ dàng sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy, năng lực của bạn cũng được phát huy cao độ, điều đó cho thấy, trong tháng bạn sẽ có những thách thức và cơ hội song hành. Nếu bạn vượt qua được khó khăn trước mắt, thì bạn sẽ gặt hái được thành quả rất xứng đáng. Về mặt tài vận, về vận trình tài lộc của người tuổi Quý Sửu trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 được duy trì ở mức bình ổn. Với bạn đang có được nguồn thu nhập chính vẫn chủ yếu dựa vào chính tài tức khoản thu từ công việc cố định, tuy nhiên bạn cũng có thêm nguồn thu phụ nhưng khá ít vì thứ tài vẫn chưa thực sự khởi sắc trong khoảng thời gian này. Và tháng 2 âm lịch này, tốt hơn hết bản mệnh tuổi Quý Sửu nên tập trung thời gian làm công việc chính của mình, đừng ôm đồm quá nhiều việc phụ mà ảnh hưởng đến chất lượng công việc chính. Đặc biệt, trong tháng có nguyệt lệnh lâm quan đới xuất hiện, điều này chỉ hỗ trợ đắc lực cho những ai mạnh mẽ, quyết đoán, người do dự, để chuyện tình cảm chi phối vào việc làm ăn, sẽ khó đạt được những điều mình mong muốn. Ngoài ra, bạn cũng nên dành thêm thời gian để học hỏi, tìm tòi sâu hơn về kiến thức nhằm nâng cao chuyên môn, rất có lợi cho con đường phát triển sự nghiệp, cũng như làm giàu của bản mệnh. Trong tháng mới này, người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, vẫn có được tài lộc về kinh doanh, buôn bán hay đầu tư, sau đó chỉ mang tính tiểu cát. Nếu không có kế hoạch tài chính rõ ràng, hợp lý, e rằng thu không đủ chi, nhiều việc bị ảnh hưởng khi nguồn tiền không vững vàng. Nhìn chung trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão này, người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, với cách chi tiêu cân đối, bạn vẫn có đồng ra, đồng vào, không lo túng thiếu. Có điều, trong tháng cũng có dịch mã là động tinh chiếu mệnh, khiến bạn có thể phải đi lại, di chuyển nhiều để giải quyết công việc nên chi phí cũng không nhỏ, bạn cần tự nhắc nhở bản thân luôn tuân thủ kế hoạch tiết kiệm mà mình đã đặt ra, tránh việc tiền bạc hao hụt không đáng có. Việc phải dịch chuyển thường xuyên có thể con giáp này không được mấy thoải mái, nhưng nếu đó là điều cần thiết cho việc làm ăn thì bạn cũng đừng ngần ngại, thử thách bản thân nhiều hơn. Nếu bạn hoạt bát thể hiện được khả năng tính toán và phát huy bản tính cần cù, cẩn thận của mình, sớm muộn gì bạn cũng sẽ thu được thành quả như ý của mình. Về mặt tình cảm, bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, về phương diện tình cảm cho người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973 có phần không được tốt cho lắm do chịu ảnh hưởng của ngũ hành xung khắc nên chuyện tình cảm của bạn sẽ phải trải qua nhiều bấp bênh và sóng gió mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu thời gian này bạn khá bận rộn với công việc không có thời gian và cũng chưa muốn mở lòng để đón nhận tình cảm mới sự nghiệp dường như đã chiếm hết thời gian của bạn nên dù có người tiếp cận bạn cũng tỏ ra khá thờ ơ và lạnh nhạt với người độc thân tình yêu ví như cá nước chim trời rất khó nắm bắt cơ hội vẫn có song đều vì nguyên nhân chủ quan từ phía bạn nên lại trôi tuột mất khỏi tầm tay nếu chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ nghiêm túc bạn cũng nên rõ ràng mọi chuyện đừng lấp lửng kẻo tự mua dây buộc mình thậm chí còn ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân đối với người đã kết hôn hay người đã có đôi có cặp cần cẩn thận bởi đào hoa giữ có thể xuất hiện phá hỏng hạnh phúc mà mình đang có thậm chí có sự xuất hiện của người thứ ba chen chân phá hoại tình cảm của hai người Ngoài ra, với những mâu thuẫn trong việc chăm sóc con cái, cũng sẽ đẩy hai vợ chồng xa nhau hơn, dễ nảy sinh tâm lý ra ngoài tìm sự bình yên khác. Tuổi quý sửu lại vốn là người sống tình cảm, nên bạn cũng rất dễ bị cám dỗ. Những lúc thấy yếu lòng, bạn hãy nghĩ tới gia đình, cảm xúc nhất thời liệu có đáng để bạn đánh đổi hạnh phúc cả cuộc đời mình không? Về mặt sức khỏe, Phương diện sức khỏe cho thấy, người tuổi quý sửu trong tháng này, nhìn chung thể trạng vẫn bình ổn, không xảy ra biến động lớn, hay mắc bệnh tật nguy hiểm nào, có chăng, chỉ là vì vài tình trạng khó chịu, do cơ thể lao lực. Tháng này sức khỏe của tuổi quý sửu, sinh năm 1973, cũng có những dấu hiệu xa sút chủ yếu do phải dịch chuyển nhiều, hoặc lo nghĩ cho công việc, một số triệu chứng xuất hiện, nhắc nhở bạn nên quan tâm hơn tới bản thân, như mất ngủ, đau đầu theo cơn, ăn uống kém ngon, hoặc đau dạ dày cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, đó đều là vấn đề đến từ thể chất, nên bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình hình bằng cách cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, tẩm bổ cơ thể, rèn luyện thể dục, thể thao. Quý vị thân mến! ắt hẳn trong chúng ta ai cũng mong muốn mình được thành đạt và hạnh phúc. Vậy có bao giờ bạn tự hỏi tại sao trong thế giới bao la rộng lớn có rất nhiều người thực sự thành công trong lĩnh vực cụ thể của họ? Có phải họ thông minh hơn chúng ta hay đơn giản chỉ là làm việc chăm chỉ? Hay họ thực sự mạo hiểm và có sức mạnh kỳ lạ? trong cung bậc của sự thành công thể hiện cao nhất là nhu cầu tự khẳng định mình, trong công việc, trong các mối quan hệ và thành công trong cuộc sống. Sau đây là 10 điều mà người tuổi quý sửu cần biết và làm ngay nếu muốn thành công, giàu có. Thành công trong công việc luôn là đích đến của nhiều người trong cuộc sống, bất kể bạn đang làm công việc gì, bất kể bạn là bác sĩ, kỹ sư hay công nhân, mỗi người đều có khái niệm thành công khác nhau. Thế nhưng không phải ai cũng có thể nắm được các quy tắc hay bài học để con đường đi đến thành công đúng đắn và dễ dàng hơn. Thứ nhất, thái độ nhiệt tình. Một người thực sự thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ của người đó. Sự khác biệt giữa người thành công và người thất bại nằm ở chỗ, người thành công luôn có những suy nghĩ tích cực, có thái độ nhiệt tình với công việc và có tinh thần lạc quan, luôn tin vào những điều tốt đẹp ở phía trước. Còn người thất bại thì hoàn toàn ngược lại. Chính thái độ quyết định sự nghiệp của chúng ta, hãy nhớ rằng chúng ta đối xử với cuộc sống thế nào thì cuộc sống sẽ đối xử với chúng ta như thế chúng ta đối xử với người khác thế nào thì người ta cũng đối xử lại với chúng ta như thế thái độ đối với công việc quyết định phần lớn sự thành bại sau này của công việc đó thứ hai đặt mục tiêu rõ ràng và thực hiện mục tiêu đó nếu bạn không đặt mục tiêu cho mình thì bạn sẽ không làm được việc gì mục tiêu chính là những viên gạch để xây nên bức tường thành công có mục tiêu công việc bạn sẽ trở nên tích cực hơn mục tiêu công việc rõ ràng sẽ mang lại hai lợi ích có động lực để làm việc có chiến lược để làm việc rất nhiều người đặt ra mục tiêu cho mình nhưng không rõ ràng khiến sự tích cực trong công việc bị giảm đi đáng kể bạn nên chia mục tiêu lớn của mình thành các mục tiêu nhỏ hãy coi mục tiêu của mình như một chiếc kim tự tháp đỉnh tháp là mục tiêu cao nhất mục tiêu của cả cuộc đời những mục tiêu bạn đề ra và những việc làm của bạn để thực hiện mục tiêu đó nhất thiết đều hướng về nơi đỉnh kim tự tháp mục tiêu cao nhất Thứ ba, làm việc chăm chỉ. Có câu, có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. Lao động một cách chăm chỉ, bạn có thể hoàn thành tốt công việc của mình. Thứ tư, chủ động quản lý thời gian. Thời gian là vàng, hãy quản lý thời gian của bạn một cách hiệu quả, đừng lãng phí. Thứ năm, coi trọng sức khỏe. Nhiều người khi bị cuốn vào công việc thì không còn để ý đến sức khỏe của mình nữa, điều này quả là sai lầm lớn. Sức khỏe chính là vốn quý nhất của con người, phải chăm lo cho sức khỏe của mình thì mới đủ năng lực và tinh thần để thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra. Thứ 6, khống chế những suy nghĩ không tích cực. Những suy nghĩ không tích cực sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần làm việc của bạn. Nên nghĩ về những điều tích cực, lạc quan để mọi việc trở nên tốt đẹp hơn. Hãy thực hiện những lời khuyên dưới đây. Khi bạn tức giận, đừng nên chỉ im lặng và chịu đựng. Đừng suy nghĩ lan man trước khi làm bất kỳ một công việc nào đó đừng để tình cảm khống chế lý trí thứ bảy học hỏi không ngừng khi muốn tìm hiểu một thông tin hay học hỏi kiến thức mới bạn sẽ tìm ở đâu một người thành công thường nắm bắt thông tin ở mọi chỗ mọi nơi hãy tận dụng mọi cơ hội để học tập thứ tám tạo những mối quan hệ tốt không ai có thể thành công khi chỉ có một mình những mối quan hệ tốt sẽ giúp bạn rất nhiều trong công việc thứ chín luôn có lòng tin đối với sự lựa chọn của mình nếu không có lòng tin đối với chính sự lựa chọn của mình thì không ai có thể tin bạn được. Hãy luôn tin vào chính mình. Thứ 10, lập tức hành động. Nếu đã hội đủ những yếu tố trên thì bạn còn trần trừ gì mà không bắt tay ngay vào công việc của mình. Vâng, quý vị thân mến. Vừa rồi là tử vi tháng 2 âm lịch, năm quý mão 2023, của tuổi quý sửu, sinh năm 1973. Hy vọng quý độc giả sẽ có được cho mình những thông tin hữu ích về tử vi tháng 2 âm lịch năm 2023 này. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được nhiều thông tin hữu ích từ chúng tôi nhé. Trước khi khép lại chương trình, Minh Đường Tử Vi chúc quý vị tháng mới luôn may mắn, bình an, bứt phá về tài lộc, giàu sang, phú quý. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.